Xin chào anh chị, Xpander Review đúng không chị? Khá là quen thuộc với anh chị rồi. Review đánh giá hoài thì cũng nhàm đó. Và review đánh giá thì chỉ là những anh chị á, mà mình chưa sở hữu xe thì mình còn đón xem thôi. Còn những anh chị đã sở hữu xe rồi thì mình còn xem gì review đánh giá nữa đúng không? Thì trong ngày hôm nay em sẽ làm cho anh chị mình một cái video, nó gói gọn trong khoảng tầm 10 phút về cái việc là hướng dẫn sử dụng xe căn bản. Nói căn bản như thế nhưng mà em cũng sẽ đi rất là chi tiết với hướng dẫn sử dụng xe của phiên bản Premium này nha anh chị. Rồi anh chị nào chuẩn bị mua xe, có xe rồi đó thì hãy xem cái video này của em nhé. Rồi chào mừng anh chị đã đến với kênh của em Minh Mitsubishi Long An. Rồi đầu tiên mà muốn sử dụng xe thì mình phải có cái chìa khóa đúng không anh chị? Đó thì mình sẽ được cấp hai chìa khóa, thì ở đây em chỉ có một chìa thôi. Thì chìa khóa nó sẽ gồm hai thành phần, thành phần thứ nhất là thành phần điện tử, thành phần thứ hai là thành phần cơ. Thành phần cơ thì ở phía sau lưng nó sẽ có một cái lẫy đây anh chị, mình sẽ thọt tay vô đây mình lẫy đây thì mình sẽ rút ra được cái chìa cơ. Chìa cơ này được sử dụng trong trường hợp chìa khóa hết pin hoặc là xe hết bình thì mình sẽ dùng chìa cơ để mình ghim vào trong cái vị trí chỗ này nè anh chị. Đó, ghim vào vị trí chỗ này để mình mở cửa xe trong trường hợp là chìa khóa hết pin hoặc là xe hết bình. Còn bình thường thì anh chị mình cứ đem cái chìa khóa này theo bên mình. Anh chị mình đừng có tháo riêng bỏ ở ngoài nha anh chị, bỏ ở nhà, bỏ riêng ở ngoài thì lỡ mình đi ở ngoài đường ở xa ở nhà mình quá, mà lỡ trong trường hợp khẩn cấp mình không biết được đâu, mình không có cái chìa khóa cơ này mở thì mình không vào xe được để mình kích bình hay mình làm gì đó nha anh chị. Nhớ là luôn luôn đem theo trong cái chìa khóa chính giùm em. Rồi để mở cửa xe hay đóng cửa thì ở đây mình sẽ có hai nút này, nó sẽ có luôn cái biểu tượng trên đây, thì anh chị mình nhấn nút này là khóa, nhấn nút này là mở, rất là bình thường đúng không anh chị. Rồi hoặc là anh chị có thể mở rảnh tay bằng cách là bỏ cái chìa này trong túi nè đó, hoặc là trong giỏ sách hoặc là trong đâu đó, anh chị lại gần anh chị mình nhấn vào nút này, anh chị em nhấn một lần nó thì nó sẽ xe nó sẽ kêu một cái tít và nó sẽ ship hai cái gương vô là báo hiệu xe đã mở rồi, và muốn mở thì mình nhấn ở đây một lần nó, vậy là xong nha anh chị. Rồi có thêm một cái trường hợp nữa đối với cái chìa khóa này là khi mà anh chị đứng xa xe, anh chị đang ví dụ như anh chị đang uống cà phê ở cách ở ngoài đó đi, anh chị ở xa xe, anh chị mình nhấn mở khóa ở trên cái remote nè thì hai cái gương sẽ mở ra, nhưng mà anh chị không tiến hành mở cửa thì trong rơi vào khoảng tầm từ 20 đến 30 giây thì xe nó sẽ tự động lock lại nha anh chị, xe tự động lock lại đó. Và sau khi mở cửa được rồi thì mình sẽ vào trong cái khoang cửa đó, trong cái khoang này đó, và chìa khóa thì em để trong xe ha. Rồi để mở được hai cái nắp rất là quan trọng ở trong chiếc xe, để em lót cái này lại các anh chị, mở được hai cái nắp rất là quan trọng trong chiếc xe. Thứ nhất là xăng, có xăng thì xe mới chạy, được anh chị. Xăng thì anh chị mình sẽ có cái lẫy ở đây, để mở được xăng thì anh chị em nắm này, kéo lên đó anh chị, nắm này, đây anh chị nắm kéo lên nè đó, thì cái nắp xăng nó sẽ mở ra ở đây. Rồi để đổ được xăng thì anh chị mình tiến hành dặn cái nắp xăng ngược chiều kim đồng hồ, rồi sau đó anh chị mình để cái nắp xăng ở đây nha anh chị. Đây nó sẽ có cái lỗ để nắp xăng, anh chị mình đừng có để lòng thòng, thứ nhất là nó trầy sơn xe, thứ hai là xăng nó dính trên nắp á, nó cạo vào đây một phần lâu ngày thì cái phần sơn ở đây nó sẽ bị xuống màu đó. Rồi sau khi mà đổ xong anh chị đóng lại thì anh chị mình dặn theo chiều kim đồng hồ, anh chị mình dặn chặt tay nó đến khi nào nó kêu cạch cạch anh chị là nó đã chặt rồi. Rồi sau đó mình tiến hành đóng nắp lại đó. Rồi thêm một cái phần mở nữa là phần mở nắp capo, thì để mở được nắp capo thì ở đây nó sẽ có một cái lẫy đây, anh chị nắm ở đây kéo ra ngoài giùm em đó, thì anh chị mình sẽ nghe một cái kịch thì nắp capo nó sẽ hở lên, và sau khi nắp capo hở lên thì nó sẽ còn thêm một cái lẫy nữa giữ chốt nắp capo, thì cái lẫy nó sẽ nằm ở dưới đây anh chị, ngay cái tay em đây, ngay tay anh chị thấy có lẫy nè, mình sẽ tiến hành gạt qua và mình dỡ cái nắp capo lên đó. Rồi sau khi dỡ được cái nắp capo lên thì mình sẽ có cái cây chống ngay chỗ này, mình sẽ chống vào cái vị trí đây anh chị, đây có cái mũi tên này đó, chống vào cái vị trí này đó. Rồi thì sau khi mình kiểm tra nắp capo xong, mình muốn đóng cái nắp capo lại thì đầu tiên mình sẽ gạt cái cây lại vô đây, rồi sau đó mình sẽ hạ nắp capo xuống, mình giữ một cái khoảng nó rơi vào khoảng còn tầm 5 tới 10 cm, mình tiến hành buông ra thì nó sẽ chốt vào. Anh chị đừng có hạ nhẹ xuống rồi sau đó nhận xuống nha anh chị, nó sẽ làm mớp lâu ngày, nó sẽ làm mớp cái nắp capo của mình đó. Dạ rồi tiếp theo thì mình sẽ tiến vào những cái chức năng ở trong xe. Thì đầu tiên mình sẽ có cái tắp bi cửa bao gồm 4 cái tổng năng hạ kính, và mình sẽ có cái cửa tài là auto. Auto thì để sử dụng được auto thì anh chị nhấn mạnh xuống một lần thì nó sẽ auto, và nhấn mạnh lên một lần thì nó sẽ auto. Còn những cái cửa còn lại thì nó sẽ là bình thường, không có auto anh chị ha. Rồi đây là lốc xe. Lốc xe thì khi mà anh chị vào hết xe đóng cửa lại, anh chị nhấn vào đây thì nó sẽ lốc 4 cái cửa lại, anh chị nhấn đây sẽ mở cửa ra. Và xe này á, thì trước đây nó có kích hoạt tính năng ẩn là auto lock với tốc độ 15-20 km lốc, nhưng mà hiện tại thì ở đại lý, một số đại lý họ không làm nữa nha anh chị, cho nên ảnh hưởng đến cái phần bảo hành của xe.
Và đây mình sẽ có cái lốc kính. Lốc kính thì khi anh chị em nhấn xuống vậy nè, thì những cái kính này nè nó sẽ không có mở ra được nha anh chị. Tại vị trí này cũng như là tại vị trí từng cánh cửa cũng không mở ra được luôn. Rồi, để nhưng mà khi mà mình lốc kính này thì cái cửa auto vẫn mở được bình thường anh chị ha, vẫn mở được bình thường. Đó, chị lưu ý giúp em. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có cái phần gương chỉnh điện ở đây. Gương chỉnh điện ở đây thì mình sẽ chỉnh được cái mặt gương. Nó L là gương bên đây, R là gương bên kia. Nó để chỉnh cái gương bên đây thì anh chị mình sẽ nhấn vào đây. Rồi anh chị mình nhấn lên xuống qua lại thì cái mặt gương nó sẽ chạy lên xuống qua lại và bên kia cũng y như thế. Rồi cái này là nút ship gương. Anh chị mình lốc xe thì gương nó cũng tự động ship rồi, và có những trường hợp thì anh chị mình không lốc xe. Nhưng mà anh chị mình muốn ship gương thì anh chị nhấn cái nút ở đây thì nó cũng sẽ tự động ship cái gương vô. Đó, rồi. Ở đây mình sẽ có cái hàng 4 hàng nút chờ. Thì ở đây mình đang có cái là bật tắt cân bằng điện tử. Thì xe khi mà mặc định nổ máy xe thì cân bằng điện tử sẽ được mặc định mở nha anh chị. Muốn tắt cân bằng điện tử trong cái trường hợp mà mình xa lầy, mình lúng cát, mình muốn tắt cân bằng điện tử mình bươi ra thì mình sẽ tiến hành nhấn giữ vào đây khoảng tầm 5 giây thì trên màn hình táp lô nó sẽ hiện lên là tắt cân bằng điện tử. Còn ba cái cổng chờ còn lại này thì anh chị mình có thể gắn thêm những cái chức năng khác, ví dụ có những anh chị gắn thêm cảnh báo áp suất lốp ở đây, có những anh chị gắn thêm cốp điện ở đây, và có những anh chị gắn thêm cái nút điều khiển camera 360 độ ở đây nữa. Nó rất là nhiều cái cổng chờ để mà mình tích hợp thêm. Dạ. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ thấy ở trên táp lô nó sẽ có một cái nút info. Nút info này sẽ điều chỉnh và reset được cái trip A, trip B ở trên cái đồng hồ. Đây anh chị, em nhấn nha, trong đồng hồ này nó nhảy trip A, trip B nè, với lại cái chế độ lái eco nè. Thì anh chị mình sẽ điều chỉnh bằng cái nút info này. Đó, rồi. Về cái phần vô lăng. Về phần vô lăng thì anh chị mình sẽ có cái lẫy ở đây. Anh chị mình gạt cái lẫy này xuống và vô lăng này mình có thể chỉnh được tổng cộng là 4 hướng: lên, xuống, qua, ra, vô, lên, xuống. Nó thục thò luôn nha anh chị. Và trong phân khúc thì Xpander là một cái mẫu xe mà có chỉnh được vô lăng nhiều hướng nhất. Đó, rồi chỉnh vô lăng. Rồi chỉnh ghế thì bình thường. Ở đây mình sẽ có cái lẫy này anh chị. Cái lẫy ở đây để dời ghế ra vô. Đó, dời ghế ra vô nè. Đó, anh chị thấy không? Rồi tựa lưng thì cũng là cái lẫy ở đây anh chị. Đó, tựa lưng ra vô nè. Thì cái lẫy ở đây. Rồi, cái núm này là nó để nâng cái chỗ mình ngồi lên. Này em dặn lên thì nó sẽ nâng em cao lên nè anh chị. Đó, anh chị thấy nó nâng em cao lên không? Đó, dặn lên nó nâng cao lên nè. Rồi em dặn xuống thì nó hạ em xuống, thấp xuống nè. Đó, thì nó sẽ là hạ thấp và nâng cái trọng tâm người ngồi ở ghế lái lên. Và cái chức năng này chỉ có ở ghế lái thôi nha anh chị. Ở ghế phụ và những cái ghế còn lại thì không có cái chức năng này. Dạ, rồi. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái vô lăng với thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Và ở đây là còi thì ai cũng biết rồi, và ngay vị trí còi thì sẽ có túi khí. Đó, và mình sẽ có hai túi khí ở đây và ở đây. Rồi, trên vô lăng sẽ có hai cụm nút bấm. Đầu tiên là nút bấm này để điều khiển cái màn hình. Thì anh chị mình sẽ có tăng giảm âm lượng, lên xuống, nét bài qua lại. Mode là điều chỉnh các chế độ phát nhạc, ví dụ như đang radio anh chị muốn chỉnh qua Apple CarPlay, anh chị muốn chỉnh qua FM hay gì đó, anh chị những mod này sẽ điều chỉnh cái chế độ phát ở trên cái màn hình này. Đó, rồi đây là những cái nút làm thoại lệnh tai. Đây là nút làm thoại lệnh tai ra lệnh giọng nói. Đây là cái nút nghe điện thoại, khi mình kết nối cái điện thoại vào trong cái màn hình này thì khi ai gọi điện thoại tới cho mình thì mình nhấn vào đây mình nghe, và mình nhấn vào đây mình tắt. Rồi, ở bên đây là ga tự động cruise control. Thì đối với việc set ga tự động cruise control này thì khi mà anh chị mình đang chạy với cái tốc độ từ 40 km/h trở lên thì anh chị mình tiến hành nhấn vào đây một cái, rồi anh chị mình nhấn nút xuống thì ở trên đây nó sẽ set, và sau đó anh chị mình muốn lên xuống cái tốc độ cruise control thì anh chị mình cứ chỉnh lên và chỉnh xuống thôi. Anh chị mình muốn hủy cruise control thì anh chị mình thứ nhất là đạp nhấp phanh, thứ hai là nhấn vào nút cancel, còn muốn bỏ luôn chức năng cruise control thì mình nhấn lại về nút cruise control thêm một lần nữa. Đó, và những cái phím bấm thì làm rất là chắc chắn nha anh chị, độ hoàn thiện rất là tốt luôn. Đó, rất là chắc chắn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có hai cái cần rất là quen thuộc. Cần thứ nhất là cần đèn, cần thứ hai cần gạt mưa nè. Đối với cần đèn thì vẫn là xi nhan lên xuống qua lại bình thường. Đó, rồi. Nấc thứ nhất là đề mi. Nấc thứ hai là đèn. Đó, đèn cốt, mình muốn pha thì mình kéo về một cái thì nó sẽ là pha. Bắt xin thì vẫn là kéo về bình thường. Đó, rồi đây là đèn sương mù anh chị. Đó, đèn sương mù. Nó sẽ có rất là nhiều nấc đèn sương mù ở đây. Đó, rồi, tắt đèn thì mình tắt ở đây. Rồi gạt mưa thì cũng y chang như vậy luôn. Gạt mưa thì cứ gạt lên gạt xuống, còn nhanh chậm thời gian thì mình dặn cái này. Đó, thì cái này nó khá là căn bản rồi anh chị. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tới cái nút đề startup nằm ở đây. Nút đề startup nằm ở đây. Thì đối với trường hợp anh chị muốn nổ máy thì anh chị mình phải giữ chân phanh. Rồi anh chị mình nhấn vào đây một cái thì nó nổ máy. Đây đang showroom nên em không có nổ máy. Còn nếu mà trường hợp anh chị mình không muốn nổ máy mà anh chị mình muốn mở điện thì anh chị mình nhấn vào đây hai lần giúp em. Đó. Thì toàn bộ điện ở trong xe sẽ lên nha anh chị.
Đó, toàn bộ điện ở trong xe sẽ lên nhưng mà nó không nổ máy nên là nó sẽ có phát ra những cái tiếng để nó cảnh báo. Đó, phát ra những cái tiếng để cảnh báo. Rồi tiếp theo thì ở đây mình sẽ có một cái màn hình. Có một cái màn hình giải trí anh chị. Và với cái màn hình này thì nó sẽ rất là nhiều chức năng nhưng mà em sẽ làm riêng một cái hướng dẫn sử dụng riêng trên cái màn hình này. Tại vì cái màn hình này làm nó sẽ rất là nhiều anh chị, nó rất là dài. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái cửa gió điều hòa thì mình chỉnh lên xuống qua lại thôi. Và nút này là nút cảnh báo hai da, thì khi chị anh chị nhấn vào thì hai cái đèn xi nhan nó sẽ chớp, ai cũng biết rồi đúng không anh chị. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có cái điều hòa, này là điều hòa chỉnh cơ thôi, không phải là điều hòa tự động. Mình sẽ có bên đây là cái lẫy tăng giảm nhiệt độ hai vùng nóng lạnh. Còn cái này là sẽ là chỉnh gió, anh chị mình muốn lạnh thì anh chị mình xuống ở đây, anh chị muốn nóng thì anh chị mình tăng lên đây. Rồi gió, anh chị muốn tăng gió thì dạt lên, giảm gió thì dạt xuống. Rồi hai cái này là sấy kính trước và kính sau trong trường hợp mà mình đi xe bị mù. Đó, nút mắt cool này thì khi anh chị mình mới vào xe, khởi động xe thì anh chị mình nhấn vào nút mắt cool này thì toàn bộ dàn lạnh nó sẽ đưa vào cái lạnh nhanh nhất cho anh chị mình bằng cách là nó sẽ hạ nhiệt độ xuống thấp nhất và nó tăng mức gió lên cao nhất. Rồi mode này là cái chế độ gió, nó sẽ có chế độ gió là chỉ thổi vào người nè, thổi vào chân, thổi vào đầu, thì anh chị mình nhấn mode này để điều chỉnh. AC là lạnh hay không lạnh. Rồi cái này là lấy gió trong, lấy gió ngoài. Nếu đèn sáng là lấy gió trong, còn đèn không sáng là lấy gió ngoài. Còn off là sẽ tắt luôn toàn bộ cái điều hòa, không gió mà cũng không lạnh luôn. Dạ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có những cái cổng đây, cổng tẩu để lấy nguồn camera hành trình. Đó, hay là cổng USB. Đó, thì nó sẽ có hai cổng ở đây. Rồi, mình sẽ có một cái khu vực cần số nó như thế này. Thì cần số thì anh chị mình quá quen thuộc đúng không anh chị? À, B, R, N, D, 2L. Và ở đây sẽ có thêm một cái nút ODAP ở đây nữa. Đó, có thêm cái nút ODAP ở đây nữa. Thì cái cần số này em cũng sẽ có riêng một cái video clip để hướng dẫn anh chị mình thêm về cái cần số này. Rồi tiếp theo mình sẽ có hai cái option rất là xịn sò ở đây, bao gồm phanh tay điện tử và auto hold. Với phanh tay điện tử này thì anh chị mình kéo lên một lần thì nó sẽ là kích hoạt bình thường và hạ xuống thì nó sẽ là kích hoạt bình thường. Đối với anh chị mình kích hoạt auto phanh tay điện tử, auto là sao anh chị, là khi anh chị mình về B thì phanh tay nó sẽ tự kéo, và khi mà anh chị mình vào D, anh chị mình đạp ga thì phanh tay nó sẽ tự nhả. Để kích hoạt cái tính năng auto phanh này thì anh chị mình sẽ tiến hành kéo lên và giữ trong vòng khoảng 5 giây thì cái tính năng này nó sẽ kích hoạt. Rồi, auto hold là cái gì anh chị? Auto hold là giữ phanh tự động. Khi mà anh chị mình bật chức năng auto hold, anh chị mình dừng đèn xanh đèn đỏ, anh chị mình đạp thắng thì sau đó auto hold nó sẽ tự giữ thắng cho anh chị mình, và sau đó anh chị mình buông thắng ra thì auto hold nó vẫn tự dẫn và nó không trôi cái xe của mình, tránh trường hợp mình giữ thắng quá lâu mình bị mỏi chân. Đó, sau đó mình muốn xe mình muốn đi thì mình chỉ cần mớm nhẹ chân ga thì auto hold nó sẽ tự nhả ra để cho xe mình di chuyển mà mình không cần phải thao tác thêm bất kỳ một cái thao tác nào nữa hết. Rồi tiếp theo mình ở đây mình sẽ có hai cái khay để ly nước bình thường đúng không anh chị. Đây sẽ có một cái bệ tì tai rất là bự, có thể gọi là bự nhất trong phân khúc. Và cái bệ tì tai này nó sẽ có thêm một cái tính năng rất là hay nữa là nó sẽ có thêm cái hộc để khăn giấy ra đây. Anh chị có thể nhét khăn giấy vào đây và mình mở ra mình rút ra, rất là tiện lợi luôn anh chị. Đó, rất là tiện lợi luôn. Rồi phía trên đây thì mình sẽ có tấm chắn nóng, chắn nắng thì nó cũng như những cái tấm chắn nắng bình thường, anh chị mình có thể quẹo qua đây để che nắng ở bên đây. Đèn thì mình vẫn sẽ có một cái đèn bình thường có 3 nút. Nút tắt, nút này, nút chính giữa là nút khi mà anh chị mở cửa thì đèn sáng, đóng cửa đèn tối, và cái nút ngoài cùng là luôn luôn sáng. Và đèn này anh chị mình lưu ý nếu mà anh chị mình không tắt thì nó sẽ hết bình nha anh chị, nó không có tự tắt theo điện của xe đâu. Dạ, không tự tắt theo điện của xe đâu. Rồi, tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình sử dụng hàng ghế thứ hai của xe. Thì đối với việc ra vào cái hàng ghế thứ hai của xe thì anh chị mình sẽ sử dụng cái lẫy ở đây anh chị. Cái lẫy ở đây đó, và anh chị mình kéo về thì nó sẽ dở cái ghế lên luôn. Đó, và anh chị mình có thể ra vào được hàng ghế thứ hai. Đó, ra vào hàng ghế thứ hai. Rồi, còn cái bệ tì tai anh chị, anh chị mình muốn mở được cái bệ tì tai thì đây, ngay bệ tì tai nó có sợi dây nè, chị mình kéo ra rồi anh chị mình gạt xuống nó thì cái bệ tì tai nó sẽ xuống, do là cái xe này nó đang còn nguyên siêu nên nó sẽ bị dướng lại anh chị. Đó, rồi ngoài cái việc là ra vào hàng ghế thì thêm một cái nữa thì ở đây mình sẽ có thêm một cái móc để cài dây an toàn anh chị. Cái móc để cài dây an toàn đây anh chị, mình thấy cái dây an toàn nó nằm ở đây thì khi anh chị di chuyển vào hàng ghế thứ hai thứ ba thì nó sẽ bị dướng ở đây, thì đây nó sẽ có một cái vị trí để cài dây an toàn đây. Đó, mình sẽ cài dây an toàn vào đây thì sẽ giúp cái móc cài này nó sẽ giúp giữ cái dây an toàn của mình nó sát hơn, nó trống hơn nó, và tránh tình trạng bị dướng díu khi ra vào hàng ghế thứ ba. Đó, thì hàng ghế thứ ba thì nó chỉ có vậy thôi anh chị. Ngoài ra thì ở hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba thì nó sẽ có thêm 4 cái cửa gió, thì bên kia mình sẽ có một cái nút chỉnh gió nữa. Cái nút chỉnh gió đó thì anh chị mình chỉ tăng giảm được tốc độ gió thôi, còn nhiệt độ thì bắt buộc phải là theo nhiệt độ của tài xế chỉnh ở trên cái dàn điều hòa chính ở trên.
đó, chỉnh cho nhiều và chỉnh lên trên. Rồi sau khi vào thì mình đè xuống và mở cái lưng ghế lên, đó là xong. Ngoài cái này thì cái này cũng điều chỉnh được cái tựa lưng nữa nha anh chị. Anh chị mình gạt nữa thì nó sẽ mở được cái tựa lưng thôi. Đó. Còn tựa đầu thì anh chị mình có thể bỏ lên bỏ xuống bình thường, bỏ lên bỏ xuống bình thường. Dạ. Rồi tiếp theo thì về phần cốp xe. Cốp xe thì để mở được cốp thì anh chị ở đây mình sẽ có một cái nút nè anh chị. Anh chị bấm vô. Rồi anh chị mình sẽ mở cái cốp xe lên. Đó, cốp xe lên. Để gặp cái ghế của cái hàng ghế thứ ba thì ở đây nó sẽ có sợi dây anh chị. Đây, đây sẽ có sợi dây nè anh chị, mình nắm sợi dây này thì nó sẽ ngã ra, ngã lên ghế được hoặc là gặp được ghế luôn. Sử dụng bằng sợi dây này. Đó, này gặp ghế nè. Bình thường nó sẽ dây, ngã lưng nè. Đó, rồi nó sẽ dây. Rồi, bình thường anh chị ha. Rồi gặp xuống. Rồi tiếp theo mình sẽ có phần cốp. Phần cốp thì mình sẽ dỡ cái này lên thì mình sẽ có cái hộc cốp. Thì cái hộc cốp này nó sẽ gắn sẵn cho mình một cái hộc để mình chia cái hộc cốp thành ba khoang. Đối với những trường hợp anh chị mình để vali, anh chị mình không sử dụng hộc cốp này thì anh chị mình dặn giùm em hai ngóc này ra. Con này, con nè. Mình sẽ dỡ cái này ra. Thì lúc đó mình sẽ có cái khoang hành lý trống hơn và để được cốp, để được nhiều cái vali hơn. Nhưng mà như thế nó sẽ bị cái tình trạng là khi mà anh chị mình đi không đủ người, anh chị mình gặp cái hàng ghế thứ ba xuống á, thì nó sẽ không có phải là một cái mặt phẳng như thế này anh chị, mà nó sẽ bị hụt xuống do anh chị mình đã gỡ cái này ra rồi, đúng không? Thì nó lại có ưu và nhược điểm, thì tùy mỗi cái nhu cầu sử dụng khác nhau mà anh chị mình tùy biến để cho nó phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Tiếp theo thì mình sẽ có cái bộ đồ nghề ở đây anh chị, bộ đồ nghề sửa chữa ở đây mình sẽ có con đội nè, móc cứu hộ nè, quay bánh xe nè và cái móc quay con đội. Đó thì để đậy lại thì anh chị mình đậy giúp em cốp hết tất cả các bát. Đó, anh chị mình cứ thoải mái không gãy anh chị. Đó thì nó kín nhất thì chạy nó sẽ không bị rè anh chị ha, sẽ không bị rè. Rồi để mở được lớp xe cua thì anh chị mình dỡ cái này lên thì ở đây nó sẽ có cái nắp nè anh chị. À, anh chị mình mở cái này ra, nó sẽ ở đây nó sẽ có con ốc. Anh chị sẽ tiến hành lấy cái tay mở khóa bánh xe ở đây để mở con ốc này ra, thì cái bánh xe cua ở dưới nó sẽ rớt từ từ ra để cho anh chị mình thay vào. Đó, và để hướng dẫn thay lớp xe cua chi tiết nhất thì em cũng sẽ có một cái video riêng để hướng dẫn anh chị mình thêm. Đó, rồi thì tới đây thì chắc cũng không còn gì nữa đúng không chị? À, hết rồi đó. Thì đó là một cái video mà chắc và có lẽ là nó sẽ dài hơn 10 phút một chút xíu để em chia sẻ đến anh chị mình những cái hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết, rất là căn bản của phiên bản Xpander Remy hôm nay. Anh chị ai có nhu cầu mua xe hoặc là có thắc mắc gì về xe thì hãy liên hệ ngay cho em mình với số hotline trên góc màn hình nhé. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh chị trong những video tiếp theo ạ.